Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay tiếp tục lại có cái bảng giá sắt thép mới nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Mấy giờ mới ra đó? Xem và theo dõi trong ngày hôm nay nhé. Xem là nó lên hay nó xuống thì mời các bác đi xem video của cửa hàng vật liệu xây dựng nhé em nhé. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2022. Bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay thì nó lên hay nó xuống. Thì rất mong các bác là mình ủng hộ cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em là bằng cách là mình ấn đăng ký kênh rồi là ấn vào nút chuông thông báo để nhận xem video mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có thông báo mới nhất về cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng xi măng. Để nó lên rồi nó xuống thì em sẽ làm video để báo cáo bảng giá mới nhất trong ngày cho các bác. Thì không để các bác phải chờ đợi lâu. Hôm nay em xin đi vào cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của ngày hôm nay xem là nó lên hay nó xuống. Thì cũng rất lâu rồi, em cũng rất là mong cái giá sắt nó điều chỉnh giá bán một chút cho nó các bác bà con người ta phấn khởi. Để thì hôm nay thêm các bác đi xem video thêm là cái giá của ngày hôm nay có xuống không nhá. Thì một lần nữa em xin đính chính lại bảng giá của cửa hàng nhà em là bảng giá bán lẻ nhá. Giao tận chân công trình cho các bác chứ không phải là giá từ bên nhà phân phối hoặc là giá từ đại lý cấp 1 thì nó các bác còn phải cộng thêm cước vận chuyển. Do vậy là giá của cửa hàng nhà em là rất là sát giá. Ép cái bóng thì các bác hết bao tiền cầu cũng đạt đâu. So sánh cái bảng giá nha các bác và bảng giá của cửa hàng nhà em xem là nó cao nó thấp nhá. Phi 6 trơn trong ngày hôm nay thì có giá là đi 20.400 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là 20.450 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 128.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 148.000. Phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 202.000. Phi 14 13,55 kg hàng CB3 có giá là 275.000. Phi 16 17,2 kg có giá là 350.000. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá là 455.000. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá 563.000. Phi 22 33,5 kg hàng CB3 có giá là 681.000. Phi 25 45 kg hàng CB3 có giá là 888.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát trong ngày hôm nay thì vẫn chưa có điều chỉnh về giá bán, vẫn giữ nguyên mức giá so với ngày hôm qua. Thì các bác đi xem video mà mình thấy cái bảng giá của cửa hàng nhà em nó cao nó thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhá. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em và đồng thời các bác ấn vào nút chuông thông báo để nhận xem video mỗi ngày để nắm được cái giá cả sắt thép mới nhất. Còn xi măng tại cửa hàng nhà em thì cái xi măng Hoàng Thạch PC300 xây có giá là đi 1.760 đồng 1 kg. Và xi măng Hoàng Thạch MC25 mác xây chát cao cấp có giá là đi 1.460 đồng 1 kg. Xi măng Long Sơn thì có giá là 1.550 đồng 1 kg. Xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn có giá là đi 1.520 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn có giá là 1.750 đồng 1 kg. Đấy là toàn bộ cái bảng giá sắt thép Hòa Phát và xi măng Hoàng Thạch, xi măng Long Sơn và xi măng Bỉm Sơn. Mời các bác đi xem và tham khảo giá. Nếu giá nhà em nó cao nó thấp thì các bác cứ góp ý ở bên dưới để em điều chỉnh giá cho nó phù hợp nhất nhé. Còn cái giá nguyên vật liệu ở tại bãi nhà em thì cái cát vàng của bãi nhà em đang có giá là đi 450.000 một khối. Cát đen, cát trung hà có giá là đi 200.000 một khối. Và cái cát nền có giá là đi 150.000 một khối.
đá 1-2 thì có giá là đi 290.000 một khối, và đá 2-2 thì có giá là đi 320.000 một khối. Còn cái giá gạch 3 chấm loại A1 thì có giá là đi 1.050 đồng 1 kg, và gạch nò vồng đang có giá là đi 1.250 đồng 1 kg. Ép cái bóng này hết bao tiền cọc nhỉ? Xem video thì mình đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em nhé, để mình nhận xem video mỗi ngày. Còn hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Xin mời các bác tham khảo cái kết cấu dầm móng của một ngôi nhà móng móng này gọi là móng cốc đấy, móng cọc đấy. Đây là cái móng này là nhà em cung cấp nguyên vật liệu, thì các bác đi xem và tham khảo cái cách người ta làm sắt nhá. Móng này thì người ta ép cọc rồi đó, vậy người ta đi phi 18 dầm 15-30, à xin lỗi các bác, dầm 10-25-45, đai dầm đi phi 18 và sắt dầm đi đai dầm đi phi 8 chứ, xin lỗi các bác, sắt dầm đi phi 18, 3 cây trên 3 cây dưới nhé. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và niềm vui nhé.